Rồi. Mình xin chào anh em nha. Một con Lexicon Mỹ 400 FS Made in USA Mỹ, hàng vừa vừa tới nha anh em. Đây, chưa vệ sinh, chưa lau chùi, còn dính tí bụi bên Mỹ luôn. Đó, chút xíu mình sẽ lau chùi chút nha, mấy kẹt kẹt này dính mấy bụi bụi nè. Đó đó, đó một con rất là đẹp luôn, Made in USA nha anh em, hàng Mỹ 100% luôn nha. Em quay xung quanh cho. Đó, máy rất là đẹp. Đây, nguyên chữ nguyên trạng nha. Đây là phía sau, Made in the USA nha. Điện 120V. Đây, cổng rắc này kia là còn sáng láng đẹp đàng hoàng, rất là ok. Đó. Con này chắc các bạn là xài trong studio thôi chứ không có đánh live đâu. Nếu mà đánh live thì ở ngoài có thể nó xước xác, con này quá đẹp. Đó, chút vệ sinh bụi bặm này kia nữa. Mới vừa bóc trong thùng ra đây. Đây. Đấy, còn shop còn hộp đầy đủ nè. Đó, mình chưa đã làm cái gì đâu. Đây, giấy tờ của Lexicon nè. Đây, cái đĩa phần mềm nó nè. Đây, cái hộp của nó mới vừa khui luôn, tức thời. Một em duy nhất, nó trở thành hàng hiếm luôn rồi anh em ơi. Đây, mình quên bật đèn, nó hơi tối anh em coi thông cảm nha. Đây, quay phát nữa qua đi, lia cái tổng thể qua. Đây, quay gần xíu. Nước sơn rất là đẹp. Cái phiên bản USA là cái nước sơn của nó màu xanh, nhìn rất là huyền bí luôn. So với bản China thì cái bản China thì màu nó nhạt hơn cái con này. Cái này nước sơn của nó anh em nhìn nè. Đó, nước sơn nè. Nhìn chất thì thôi chứ. Đấy, làm hết phép cho anh em làm chạy sân khấu chuyên nghiệp hoặc là anh em làm sự kiện tiệc cưới này kia thì ngon hết bài. Rồi, ok, tổng thể vậy thôi. Hàng mới vừa về em cũng vừa khui luôn. Quay cái clip ngắn ngắn up lên. Có một con hơi định lắp vô tủ máy để làm demo cho anh em đây. Mà thôi cứ đăng lên, anh em nào lấy thì chốt nhanh nha. Còn nha, cái tủ này mai em bóc cái con DSP ra em quăng nó vào cái tủ demo của bên em, bỏ lại vào. Trên đây là còn hai con Yamaha STX 2000. Con này là FSR đỉnh của Yamaha đây. Có công nghệ Revert X. Revert X nó là siêu đỉnh, nó xuất hiện trong những cái bàn mixer digital hàng cao cấp của Yamaha như là mấy con như là 9 này kia rồi. À, sẽ có công nghệ Revert X ha. À, Lexicon của Canon Hartmann thì cũng không có kém cạnh là mấy. Nó vẫn có công nghệ Revert độc quyền của hãng riêng. Nó là xài công nghệ treo kép bốn vào bốn ra luôn, bốn vào bốn ra. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi cái clip của em nha. Anh em nào chốt thì gọi điện sớm nha. Số điện thoại của mình anh em đâu là 0938641445. Anh em có thể kết bạn Zalo để trao đổi trực tiếp nha. Một con duy nhất, à, chớp sớm thì còn sớm nha, không là mai cũng hết thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip của em nha. Bye bye anh em.